Xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày đầu tuần, Kim Anh chúc cho mọi người có được một tuần làm ăn vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công trong kết quả trong công việc ha. Thì như những clip trước, clip hôm nay Kim Anh sẽ giải thích ý nghĩa bốn con đầm cho mọi người hiểu ha. Trước khi tìm hiểu bốn con đầm á, thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mình nhận được thông báo sớm nhất nha. Và hôm nay thì Kim Anh sẽ giải thích ý nghĩa bốn con đầm. Thứ nhất là con đầm bích. Khi các bạn bốc lên con đầm bích này nó có ý nghĩa là đanh đá chẳng hiền ha, phòng khi bạn xấu lụy phiền gia can. Có ý nghĩa là khi bạn bốc lên con đầm bích này nó có ý nghĩa rất xấu về hoàn cảnh gia đình ha. Ví dụ như là đường hạnh phúc của mình nè, có thể là bị có một người thứ ba can dự vào, hoặc là có một người bạn xấu, bằng bằng nữ của mình nó bạn xấu muốn chen vào, muốn giành hạnh phúc của mình nha. Giống như trong cái thời điểm này á, mà có ai tới ghé tới nhà bạn thăm chơi hỏi han thì được, nhưng mà yêu cầu là xin ở lại qua đêm hay là ở lại chơi một bữa hai bữa thì bạn nên tốt nhất là hạn chế nha, đừng nên chứa chấp nha. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là thí dụ trong gia đình năm nay mà bạn có muốn muốn tìm người làm ha, phụ tìm người phụ việc giúp việc gì ở gia đình mình, ở trong gia đình mình á, thì trong cái thời gian này thì bạn cũng đừng có nên nha. Vì có thể người này sẽ đến là làm tan rã hạnh phúc gia đình mình ha, có thể là kiểu là giành giật chồng, hoặc là nói chung người ta có ý là mình sẽ mất 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 hạnh phúc trên con đường hạnh phúc của mình nha, trên gia đình của mình ha, hoặc là trên con đường tình cảm vậy. Trên con đường tình cảm mà nếu như bạn bốc lên con nằm bích này á, thì nó cũng thể hiện cho một cái sự là có kẻ xấu giống dạng là xâm nhập vào cái đường tình cảm của mình nha. Đó, còn trên con đường công danh á, thì nó thể hiện là bạn đang có một người nữ khác bạn đang có một người nữ ganh tị bạn trên con đường công danh nha, ý là nói xấu gièm pha bạn á, giống là kêu là cái gì ta, tiểu nhân đâm bị thóc chọc bị gạo á, là người này nè ha. Đó, cho nên khi mà bạn bốc lên được con nằm bích này á, thì trên con đường gia đạo bạn cũng cẩn thận nè, không nên chứa chấp một người nào nè, nhất là nữ ha. Và trên con đường công danh cũng vậy, nếu như bạn mà bốc lên cái này thì bạn nên dè chừng những người lân cận mình ha. Ví dụ như người nào mình cảm thấy lân cận, hoặc là mình nghi ngờ người ta có ý xấu, thì nên cẩn thận thận trọng với những người đó nha. Đó là con đầm bích ha. Con đầm rô này thì nó thể hiện cho là một quý nhân ha, giống y như là bạn đang suy nghĩ về một cái vấn đề gì, hoặc là đang lo lắng về công việc làm ăn gì, cảm thấy là tâm tâm trạng mình nó nóng nảy bồn chồn á, thì bạn bốc lên con đầm rô này thì bạn sẽ gặp được những người bạn chân thành ha. Đó, những người bạn này có thể giúp đỡ bạn nè, nâng đỡ bạn trên con đường công danh ha, thì bạn cứ mạnh dạn ha. Ví dụ có ai tới, người bạn này là người bạn tốt á, tới nâng đỡ bạn, giúp đỡ bạn, thì bạn cứ mạnh dạn bắt tay với người ta nha, người ta sẽ giúp đỡ bạn và dẫn dắt bạn đi đến sự thành công sáng suốt ha. Đó là ý nghĩa của con đầm rô. Con đầm cơ này á, thì nó biểu hiện cho nước mắt ha, nó biểu hiện cho nước mắt, tức là đầm cơ nước mắt hai hàng, cũng vì duyên thiếp nghĩa chàng long lay ha. Đó, con đầm cơ này nó có ý nghĩa vậy đó, giống như là trên con đường hạnh phúc nè, báo hiệu cho là nước mắt ha, tâm trạng buồn buồn vui lẫn lộn, vợ chồng thì có sự chia ly ha, tình cảm thì có sự ngăn cách. Cho nên là khi bạn mà bốc lên con đầm cơ này thì bạn trên con đường bốn mạng của bạn á, bạn hãy cố gắng nha, cố gắng dằn tâm cầu nguyện nhiều để tránh được nhiều phiền não khổ tâm trong con người của mình ha. Đó là trên con đường hạnh phúc thì nó vậy, trong con đường tình cảm vậy ha. Trên đường tình cảm thì nó cũng có sự giống kiểu là tan rã, nhưng mà bù lại trên con đường công danh thì nó rất là tốt nha. Làm ăn thì phát tài phát lộc. Đó, làm ăn phát tài phát lộc này, gặp nhiều cơ hội ha, có bạn bè giúp đỡ, nhưng mà về tình cảm thì nó hơi xấu nha. Về tình cảm thì con này là nước mắt nha. Và tiếp theo là con đầm chuồng.
Con đầm chuồng này nếu mà trên đường bổn mạng của bạn bốc lên được con đầm chuồng này thì nó báo hiệu cho bạn, thí dụ như là cơ hội thành công sẽ đến với bạn này, giống y như là công ăn việc làm của mình thì được thăng lương tiến chức, hoặc chẳng hạn hoặc là sẽ có một người phụ nữ nào đó tới nâng đỡ giúp đỡ bạn trên con đường công danh, giới thiệu giống y như là người ta là một cái nhịp cầu đó, cầu bắt nối á, giống y như là cái dạng thí dụ như là mình điển hình như giống y như bạn mua bán đất đi thì môi giới cũng có một người môi giới tới là người này ha, đó tới giới thiệu với bạn thì người này dẫn dắt tốt tới là cũng sẽ tốt đẹp nè, hoặc là trên con đường tình cảm đi là người này biểu hiện cho cái sự mai mối nha, đó người ta sẽ mai mối cho bạn một cái mối nhân duyên nào đó, nhưng mà mối nhân duyên này là tốt đẹp nha, sẽ dẫn đến sự thành công ha, là ý nghĩa của con đầm chuồng là nó như vậy nha. Đó, thì hôm nay Kim Anh giải thích bốn con đầm là ý nghĩa nó như vậy nha. Thì mọi người xem là nhớ like đăng ký kênh cho Kim Anh nha, và có gì thắc mắc về con đường công danh tình cảm hoặc là bất cứ một cái thắc mắc gì đó, thì các bạn hãy gửi đến Zalo cho Kim Anh ha. Zalo của Kim Anh là 0986010819 nha mọi người. Rồi xin chào mọi người.